Bà Dung. Ừ? Bà kêu tôi ra đây làm chi vậy? Định bày trò gì nữa đúng không? Không có, cái này là anh kêu á. Tại vì về đây buồn quá, không biết làm gì hết trơn, cho nên hẹn hai em ra đây uống nước, xong rồi sau đó cái mình kéo nhau mình đi đâu đó chơi. Vậy chứ cái anh ngôi sao, ngôi siết gì đó của anh đâu? Tôi nè, kiếm tôi làm gì? Mới nhất Tào Tháo tới liền. Chán thiệt, đi chơi mà cũng gặp. Anh chán không chán á, thì liên quan gì tới tôi? Anh tưởng tôi cũng muốn gặp anh lắm hả? Thôi, ngồi xuống đây chơi đi, cãi lộn gì không biết nữa à, ngồi xuống đây. Uống gì, kêu nha. Thôi khỏi đi, tôi gặp là tôi uống đâu có vô nữa. Thôi, em về trước à. Nghĩ sao vậy, em là một ngôi sao có tiếng mà đi nói chuyện với những người tầm thường như thế này. Cái gì, nổi tiếng hát nhép thì có. Cái đồ không có tài mà không biết nỗ lực nữa. Mày đặt về quê lợi dụng ông ngoại bán đất để lấy tiền làm xô. Tôi nói cho mấy người biết ha, cái người mà không có thực lực thì có làm xô cũng không ai công nhận đâu, hỡi ca sĩ Hoàng Đức. Bà. Sao? Trời ơi, thiệt tình luôn á. Ê, à hai người ngồi đây nha, tôi đi công chuyện chút. Ủa sao vậy? Trời đất ơi, sao tự nhiên bỏ đi hết trơn vậy? Em, gửi tiền giùm anh luôn nha, anh đưa lại sau. Đức, Đức. Chú Cự. Ủa, đâu đây? Dạ, chú Cự ký đồ giùm chị Hạnh giúp con. À, rồi. Cảm ơn con nha. Dạ, trời dạ, ơi, chú. Nhiệt tình quá. À, của Hạnh. Trời đất ơi, đồ của nó thì mà nó không chịu ở nhà, nó nhận thiệt tình. Ai da. Trời ơi, chết rồi. Ai da, chết rồi, ướt hết rồi. Trời ơi, ba cái này mà ướt là hư hết con nhỏ. Trời đất, không lẽ con cha Liên nói thiệt ta? Trời đất ơi, không lẽ nó thích Đức? Ủa, chị Hạnh. Ủa, Châu, chị đâu đây? À, chị có hẹn với bạn ở đây nè, còn em. Ờ. Ủa, áo xanh, nơ đỏ, áo khoác xanh, nơ xanh. Em thì không tin được luôn á. Tri kỷ của em là đây chứ đâu. Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Vậy mà hồi đó giờ em đâu có biết đâu. Chị cũng không tin nữa mà. Chị không ngờ em gái lại làm trưởng đội anti của anh trai. Ghê thiệt. Thiệt luôn á. Em không biết nha. Kiếp trước em ăn ở sao á, kiếp này mới có manh lố bịch nhỏng. Con trai gì đâu á mà ích kỷ, suốt ngày với là bay nhảy ở đâu không à, không bao giờ biết là chưa tía máy gì hết á. Đúng rồi đó, chị biết mà, bởi vậy chị mới làm hội viên của em đó. Với lại chị nói thiệt nha, anh của em hát cũng bình thường à, có hay gì đâu. Ngoài kia còn nhiều người hát hay hơn nữa kìa. Ca sĩ Hoàng Đức, đồ xấu xa, lười biếng thì có. Đúng rồi đó, em thấy á, ổng hát như là đá chọi vô sắt vậy á. Đúng rồi đó, y vậy luôn. Ngày nữa thì cũng bình thường. Đã vậy á, ổng còn có nguyên một cái nhóm mở, bởi vậy ổng đâu có nhảy nổi đâu. Cái này chị không có biết. Nè, mấy người đang nói xấu ca sĩ Hoàng Đức của tôi đó hả? Sao mày dám đụng vô idol của tao? À, thì ra tụi bay là mấy con bánh bèo mù quáng hả? Thì sao? Tao là hội trưởng hội anti-fan đó thì sao? Solo ổng đi. Nhào vô đi. Nhào vô. Mày có tin tao cho nghĩ vào đầu mèo, mày tử sổ rồi đó. Vô đây. Mày có sự nghiệp vậy? Cái này á, người ta nói người tính nó bằng trời tính. Cái gì sao? Ê, Hoàng Đức kìa. Anh Đức. Thế nội con mới về. Hạnh. Dạ. Nói thiệt cho nội biết, con với thằng Đức có tình ý gì với nhau đúng không?
Đâu có đâu nội. Trời, nội nghĩ sao con thích ông nội đó vậy? Vậy thì tại sao con có những tấm hình này? À, nội hiểu lầm rồi, hình này là của Dung đó. Chỉ có Dung mới thích cha đó thôi. Chứ con nhìn mặt ổng là hả, sôi máu luôn nè. Nói chi đến chuyện mà giữ hình của ổng. Vậy thì tại sao người ta gửi cái hàng này qua cho con? Dạ thì con lấy giùm Dung á nội. Vậy tại thôi, sao nội đưa con đi. Để ngày mai con gặp Dung con đưa cho nó luôn. Thôi con vô nha. Sao đơn giản những cái mất tiêu luôn. Con nhỏ này nó có cái gì đây nè, không biết là có thiệt hay không nè. Nổi tiếng hả? Hát mấy bài mà bài đặt đó là ca sĩ nổi tiếng. Ờ, nổi tiếng hát nhép thì có. Cái độ không có tài mà không biết nỗ lực nữa. Bài đặt về quê lợi dụng ông ngoại bán đất để lấy tiền làm xô. Tôi nói cho mấy người biết ha. Cái người mà không có thực lực thì có làm xô cũng không ai công nhận đâu, hỡi ca sĩ Hoàng Đức. Gì vậy? Bộ cảnh ở dưới đây chưa đủ buồn hả? Làm gì cái mặt em còn buồn hơn cảnh nữa. Nhớ thành phố đúng không? Hay là đang lo cái vụ mà làm live show? Cũng tại ông Hạnh á. Cuộc sống ai mà không có lúc khó khăn. Tại em cũng đường cùng nên mới về đây. Chứ ngửa tay xin tiền ông ngoại sướng lắm hay gì. Trời ơi, tưởng chuyện gì. Thôi, nói chung á là bây giờ là Hạnh đang có cái nhìn không có thiện cảm về em. Em cũng đừng suy nghĩ tới, chi rồi buồn. Thay vì á, suy nghĩ tới buồn thì em bây giờ em dành cái thời gian đó. Em tập trung, em rèn luyện, em phấn đấu. Em phải chứng minh mình là một người có tài, mình sẽ nổi tiếng. Lúc đó tự động Hạnh sẽ thay đổi cách nhìn về em à. Cũng đúng ha. Gì cũng đúng, quá đúng chứ không phải là cũng đúng. Em phải cố gắng hết sức để chứng minh năng lực của mình. Và những điều Hạnh nói là sai. Nè, bây giờ theo anh nghĩ nha, là em phải làm cách nào đó mà em đem cái tiếng hát của em tới gần với lại bà con ở trong xóm của mình hơn. Xong rồi bà con nghe, bà con khen hay. Xong rồi tới tai của Hạnh, lúc đó tự động Hạnh thay đổi cách nhìn về em. Hạnh sẽ đánh giá em khác thôi à. Hiểu chưa? Ừ. Thôi anh đi ngủ sớm đi. Rồi vậy thôi anh vô ngủ á. Dạ. Em cũng tranh thủ đi ngủ đi nghe chưa. Dạ. Vậy bà cũng khen hay được hả? Hát dở hẹn cả. Ê, bà nói gì vậy? Ai hát dở hả? Tôi nói ông hát dở chứ ai hát dở. Ê, đừng có quen với bà hả? Thôi trời. Gặp nhau có thế nào cũng có chuyện nè. Ủa, bà không muốn nghe thì bà đừng có nghe. Ủa, thì tôi đâu có nghe đâu. Với lại cũng không ai muốn nghe. Cho nên ông mới chui vô cái xó xỉ này nè. Rồi ngồi ôm đàn hát một mình đó. Bà, hai đứa suốt ngày như chó với mèo vậy. Ê, Đức đừng có quê. Thật ra thì Hạnh rất là thích giọng hát của Đức á. Cái gì vậy? Nói gì vậy? Ủa? Trời ơi, con Hạnh nó kể cho tôi nghe hết trơn rồi. Bà viết cái gì trong cuốn lưu bút ngày xanh? Ê, bà Hằng ơi. Chuyện này á, cô mà mét ông nội tôi á, chắc tôi bị đánh no đòn luôn. Đáng đời á. No đòn ráng mà chịu đi. Ai kêu bà hả? Ở trong lớp không là học, cứ lo ngồi chép là bà hát ông Đức hoài làm cái gì? Thì có phải tại tôi đâu. Tại ông Đức chứ bộ. Ai Đức có ổng sáng tác hay quá làm chi. Làm tôi nhập tâm đến nỗi á, tôi phải chép là tôi mới thuộc được luôn á. Ghê vậy luôn á hả? Ừ. Ê bà Hạnh, bà mê ông Đức vậy á hả? Có khi nào sau này ổng làm ca sĩ xong cái bà làm trưởng fan cái lớp ông ta? Có đâu. Còn lâu á. Chưa ngồi xấu tính như ông Đức á. Mà làm ca sĩ thì tôi tình nguyện làm trưởng anti fan thì có phải không đó. Thôi bây giờ tôi chạy về nhà tôi mét ông nội của bà lên lên. Ê, bà chết với tôi nè, chết với tôi nè. Không có đâu. À thì ra là gì? Xung quanh tôi có một fan hâm mộ đời đầu mà tôi không biết. Bà Hằng nói xạo chứ bộ, làm gì có chuyện đó. Có thật không? Sự thật không bao giờ giả trong bất cứ gì. Có đâu. Thừa nhận đi.
Đó đó. Ê ê ê ê, Dung nó mang guốc cao gót đó, em kéo nó té bây giờ. Ủa, ở đâu vậy? Anh Hoàng Đức, hay ca sĩ Hoàng Đức, idol Hoàng Đức. Nè, ông làm cái gì mà đi theo tôi hoài vậy? Ủa, đây không phải đường của bà đâu. Với lại tôi đi để hát cho fan hâm mộ của tôi nghe. Ông muốn hát cho fan ông nghe thì ông dắt bà Dung ra bà D, hai người đàn hát cho nhau nghe đi. Đừng có làm phiền cái sự kiên nhẫn của tôi nha. Nhưng mà Đức chỉ muốn hát cho Hạnh nghe thôi. Một người fan hâm mộ đời đầu, một người dành thời gian chăm chỉ để viết lời bài hát, xong rồi hát theo nữa. Ai thèm làm fan của ông hả? Lâu quá nên bà Hạnh mới nhớ nhầm thôi. Với lại tôi chắc chắn người chép lời đó là bà Dung chứ không thể nào là tôi được. Trời ơi, bà đổ thừa cho tôi nữa. Công nhận là Dung rất là thích Đức, nhưng mà Dung rất là nhát. Dung sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy đâu. Ê, bà đừng đổ thừa tôi. Bà. Đúng rồi, chỉ có mỗi mình Hạnh mới dám làm điều đó thôi. Nhờ trong tiết học còn ngồi chép lời bài hát. Nè, ông đưa dây điện hơi lâu rồi đó nha. Tôi không bao giờ làm mấy chuyện tào lao đó đâu. Từ nay hả, chỗ nào có ông sẽ không bao giờ có tôi đâu. Ở mà nè, Hạnh, có muốn làm trưởng fan club không? Ui.